Xin chào các bạn, mình là Quý. Mình vừa nhận được visa Mỹ. Mình đến từ Bình Dương. Hiện tại thì mình mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua Mỹ thì mình sẽ học trường Georgia State University ở thành phố Atlanta, Georgia. Rồi mình có một số kinh nghiệm dành cho các bạn khi mà đi phỏng vấn visa Mỹ. Khi mà đi vào phòng lãnh sự quán thì các bạn nên bình tĩnh, đừng có run. Khi trả lời thì các bạn nên nhìn thẳng vào mắt của lãnh sự quán. Còn khi xếp hàng thì các bạn đừng có nên liếc qua liếc lại, mình cứ tập trung vào cái hàng của mình. Nếu mà bạn liếc thì mình nghĩ thì trong đó sẽ có camera để mà nhìn thấy các bạn. Đây là lần thứ hai mình phỏng vấn visa Mỹ. Lần thứ nhất mình rất là do tâm lý của mình nó quá run. Và khi mình vào lãnh sự quán thì mình giống như người Việt Nam không có dùng từ cảm ơn nhiều. Vì vậy mình khuyên các bạn là khi vào lãnh sự quán mình học theo người nước ngoài là nên cảm ơn trong mọi lúc mọi nơi. Cho dù đó là người Việt, họ đưa mình cái gì thì mình cũng nên cảm ơn họ một cái. Và khi lấy dấu vân tay, người nước ngoài cũng vậy, mình nên cảm ơn họ. Khi mà các bạn không hiểu cái gì trong lúc phỏng vấn thì các bạn nên mạnh dạn hỏi lại. Sau đó, cho dù nếu các bạn bị trượt visa thì các bạn cũng nên cảm ơn và tươi cười với họ một cái. Đừng nên ở lại mà kỳ kèo hoặc là hỏi họ bất kỳ vấn đề gì nữa. Khi mà chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn visa Mỹ thì mình đã được anh Khôi dạy mình trong vòng 2 tuần. 2 tuần sau đó thì mình sẽ được, trước khi phỏng vấn 1 tuần thì mình sẽ được anh gặp anh Bảo Anh. Thì em Bảo Anh sẽ chỉ cho mình những cái câu hỏi mà mình cần nên nắm bắt và cần chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn. Tiếp sau đó thì các bạn sẽ được các anh chị test lại một lần nữa trước khi các bạn đi vào phỏng vấn visa Mỹ. Mọi thủ tục vấn đề các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ với các anh chị sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ cho các bạn trong mọi hoàn cảnh. Cho dù hồ sơ xấu hoặc là hồ sơ như thế nào đi nữa thì các bạn cũng nên tự tin vào bản thân, đừng có e ngại hoặc là rụt rè, bởi vì đó là tương lai của các bạn. Lý do mình chọn Mỹ để du học là vì mình muốn phát triển cái ngành nghề của mình. Mình đang học ngành tài chính và sang Mỹ thì mình sẽ tiếp tục ngành tài chính. Và khi qua Mỹ thì mình sẽ được cải thiện cái vốn tiếng Anh của mình hơn. Mình biết Tân Đại Dương thông qua một người anh họ của mình cũng đã từng ở đây và bây giờ anh đã qua Mỹ được 3 năm. Và khi mà mình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì mình rất là yên tâm và đặt niềm tin trọn vẹn vào công ty. Về phần phía hồ sơ thì các anh chị giúp mình là chuẩn bị các hồ sơ một cách kỹ lưỡng để trước khi bước vào kỳ phỏng vấn và sắp xếp hồ sơ một cách cẩn thận để mà khi vào lãnh sự quán thì mình không cần phải sắp xếp hồ sơ hoặc là e ngại, mình chỉ cần cầm theo những gì anh chị đã sắp xếp mà vào tự tin vào phỏng vấn. Mình khuyên các bạn là nên tham gia vào lớp học phỏng vấn của Tân Đại Dương bởi vì nó không có tốn nhiều thời gian của các bạn. Các bạn vào đó thì sẽ được anh Khôi và anh Bảo Anh truyền dạy những cái kinh nghiệm quý báu mà các bạn trước đã từng đi. Những câu hỏi ở trong lãnh sự quán thật sự là những câu hỏi rất cơ bản, nhưng các bạn cần phải chuẩn bị kỹ bởi vì khi đó chỉ một giây, một khoảnh khắc nào đó mấy bạn run hoặc là ậm ừ, các bạn sẽ bị đánh trượt ngay. Vì vậy mình khuyên các bạn nên tham gia vào lớp học của Tân Đại Dương để mà chuẩn bị những câu hỏi một cách kỹ lưỡng hơn trước khi bước vào kỳ phỏng vấn. Mình chúc các bạn đi sau sẽ cố gắng lấy được visa du học Mỹ. Và các bạn, nhất là các bạn đừng có nên run và tự tin vào bản thân, nghĩ được sẽ làm được. Và có vấn đề khó khăn gì thì các bạn cứ mạnh dạn liên hệ với các anh chị tại Tân Đại Dương thì các anh chị sẽ nhiệt tình giúp đỡ các bạn. Chúc các bạn thành công. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm
xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.